Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9:30 sáng ngày 5 tháng 2 năm 2023. Mình đang có mặt tại Xuân Thọ quý vị, cuối xã Xuân Thọ ha. Mình qua cái đèo bên kia là tới cầu Đất rồi. Nhìn xa xa quý vị có thể thấy là những cái trụ điện gió đó, đó là đồi chè cầu Đất quý vị ha. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi xuống đó để tham quan lại cái đồi chè ha. Rồi bây giờ mình di chuyển đi thôi quý vị. Kính thưa quý vị, như vậy là mình về tới đầu cầu Đất rồi quý vị ha. Đây thuộc xã Xuân Trường đó. Đi xuống thêm vài cái số nữa là xuống xã Trạm Hành quý vị, xã cuối của thành phố Đà Lạt. Và sau đó chúng ta sẽ vượt qua cái đèo Đà Răng đó để xuống thị trấn Đà Răng của huyện Đơn Dương quý vị ha. Xuống đây là cầu Đất rồi. Cầu Đất thì là một cái thị tứ thôi quý vị, trung tâm của xã Xuân Trường. Nhìn nó có cái dáng dấp của một cái Đà Lạt xưa, nhà cửa đơn sơ bình dị thôi quý vị. Ở đây bây giờ vùng đất này là cũng rất là nổi tiếng nhờ cái đồi chè đó. Đồi chè ở lại bà con hay đi săn mây như này. Nếu như mà chúng ta đi sớm quý vị thì xuống dưới này săn mây đẹp lắm, nhưng mà mùa này thì lại không có mây quý vị. Cái mùa mà bắt đầu vào mùa cứ mưa mưa là có mây hơi bị nhiều, và mùa này mùa khô. Ở khu vực dưới này á, buổi tối á, khí hậu nó còn lạnh hơn Đà Lạt nữa quý vị, khí hậu nó mát hơn Đà Lạt luôn. Tại vì mức độ đô thị hóa ở dưới này nó thấp, chỉ là một cái thị tứ, một nhúng nhỏ nhỏ ở khu vực này thôi. Còn đa số là ruộng vườn, đồi núi, thiên nhiên rất là nhiều. Dưới này mà có tiền ở nghỉ dưỡng ở đúng bài luôn. Đó, nhìn lên trên kia là đồi chè đó quý vị, rất là nhiều những cái trụ điện gió ở trên đó. Trụ điện gió gắn lên rồi nhưng mình thấy nó không quay nữa quý vị ạ. Nhưng nó không hoạt động hay sao á. Trụ nào cũng đứng im, thấy không quay à. Tới đây bên phía tay trái của chúng ta là chợ cầu Đất quý vị ha. Cái này mình đi trễ quý vị. Còn cái này mà đi sớm á, xuống dưới này còn sớm tinh mơ nhìn đẹp lắm, đón bình minh lúc này kia quá tuyệt vời luôn. Ở đây cách thành phố Đà Lạt tầm khoảng 25 cây số quý vị ha. Nếu như mà chúng ta đi theo hướng này là đi Phan Rang luôn á, xuống đèo Sông Pha, hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục đó quý vị. Đèo Sông Pha là được mệnh danh là tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Dưới này á, nếu như mà sáng sớm nhìn một cái đô thị nó nho nhỏ giống như là một cái bản làng mà nó ẩn hiện ở trong sương trong mây vậy đó quý vị. Khu vực này nổi tiếng về cà phê và chè. Cà phê cầu Đất là trứ danh luôn. Ngày xưa người Pháp lập đồn điền chè và cà phê ở dưới này nhiều lắm, đặc biệt là cà phê, rồi đưa bà con phu phen
ở ngoài Bắc miền Trung vào trong này để làm trang trại đồn điền quý vị ha, cho người Pháp. Và từ đó là họ ở trong này luôn đó, họ lập nghiệp rất là nhiều đời, nhiều thế hệ ở trong này. Và thành ra là cư dân ở đây cũng là một trong những người Đà Lạt xưa đó, khá là cổ từ thời Pháp luôn. Sương mờ sương mịt này kia nó khá là hiếm ở Đà Lạt rồi, chứ ngày xưa mà đi xuống đây 9-10 giờ vẫn còn sương mờ, không thấy đường đi luôn. Khi mà ngày xưa mà ở miền Bắc rồi quý vị, miền Bắc miền Trung á, mà muốn đi vào đây quý vị ha, muốn đi vào Đà Lạt là phải đi theo con đường này đây, đi vào Phan Rang Tháp Chàm và đi lên qua đèo Đà Răng và đi băng qua Cổ Đất như thế này. Đó, ngày xưa là mình mỗi lần mà đi xe đò đi vào đi ra là đi đường này, nhìn rất là quen thuộc, rất là thân thương. Và sau này có con đường mới, đó là đèo Khánh Lê quý vị, quốc lộ 27 nối giữa thành phố biển Nha Trang với thành phố Đà Lạt ấy, thì mới đi con đường đó. Chứ ngày xưa đi con đường này nó xa hơn nhiều luôn ấy. Cư dân ở dưới này cũng làm nông nghiệp là trồng cà phê, rau, trồng hoa nữa quý vị, giống như Đà Lạt thôi, giống như ở trên Đà Lạt thôi quý vị. Tuy nhiên về dưới này quý vị có thể thấy là mức độ bao phủ của nhà kính nhà lồng rất là ít luôn. Thấy khá là nhiều trụ điện gió ở đây nhưng mà tại vì sao nó không quay nhỉ? Là nó quay chậm, mình thấy Đà Lạt thì có 4 xã quý vị ha, xã Tà Nung nằm về hướng bên kia rồi, còn mình đi hồi nãy giờ là từ Xuân Thọ xuống Trạm Hành và vào xa nhất là đây là sông Trường, về xa nhất là Trạm Hành quý vị, chạy thẳng xuống dưới nữa ha, rẽ trái như thế này để vào đồi chè này, vào đây là đồi chè rồi, qua đồi chè. Ngày xưa khi mà bước chân vào đây quý vị là thấy hai bên là hai dãy chè, phải nói là xanh mướt trải dài nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên bây giờ nó bị chia cắt đó, chia cắt bởi những con đường, bởi những trụ điện gió, nhìn nó không còn được xanh mướt nữa. Trụ điện gió này hình như là chưa xong hay sao mà thấy nó không quay nữa. Chưa cho quay hả? Đường này vẫn vậy, chưa đổ nhựa luôn. Đồi chè này rộng lắm quý vị, rộng thanh thang đẹp,
em đi sớm thì rất là đẹp luôn. Wow, rất là tiếc cái đồ che luôn quý vị ạ. Bây giờ nhìn nó không còn được mướn mượn với lại nó liền mạch giống ngày xưa nữa. Bây giờ bị chia cắt ra từng mảng rồi. Bị chia cắt ra từng mảng thôi quý vị. Dưới này có cái đoàn tàu lửa này, đoàn tàu lửa mô hình thôi quý vị, mô hình để tham quan thôi. Wow, quay lại đây nhìn nó có vẻ sơ sát này. Nó không còn được tinh khôi giống như ngày xưa nữa. Bị xẻ dọc xẻ ngang và nó coi như là bị biến đổi khá là nhiều rồi quý vị. Rất là tiếc luôn. À, quá tiếc luôn quý vị. Và trong này là nhà máy chè cổ đó quý vị. Đó, đi thẳng vào trong đó ha. Quý vị thích thì đi vào trong đó tham quan được. Còn chạy thang lên như thế này là thang lên cái cầu gỗ sắn mây đấy. Bây giờ cái nhà máy chè này thuộc dạng là hoài niệm hoài cổ thôi. Có những cái những cái máy móc thiết bị mà sản xuất chè từ thời Pháp để lại đúng không quý vị. Trong này có khu dân cư đó quý vị ha. Qua wow, còn một nhúm tre ở ngoài kia thôi. Thích là thích một cái đồi mà trồng rất là nhiều chè đó, nó rẻ phải điện sân mây đó. Nó phải trải dài và liền mạch, nhìn nó rất đã mắt luôn quý vị. Nó giống như là ngoài Thái Nguyên đó, ha. Bây giờ người ta cũng không buồn khai thác chè nữa hay sao mà thấy nó không còn đẹp nữa. Nói chung là như vậy. Khá là nhiều những cái đường đi quý vị. Sân mây cầu gỗ Bình Minh Coffee. Hoa wow, nhìn chán nha. Du khách là chạy vòng vòng lên những khu vực như thế này mà thấy nó cũng khá là thất vọng. Tuy nhiên biết làm sao bây giờ. Chạy thẳng vào trong này coi thử quý vị.
quạt nó có quay quý vị, nó quay cảm giác rất là chậm luôn, tại vì nó to, nó to cho nên mình cảm giác nó rất là chậm luôn. Ra đây thấy những cái dãy núi đằng kia rồi quý vị đó, và mấy nó bay làng Bạt Đản dưới đó thì khá là tuyệt vời đấy. Đó là dãy núi Bà, như là rừng quốc gia Biên Đúc núi Bà rồi quý vị, kéo dài về làng Bi An luôn ha. Trời, cái trụ điện gió to kinh khủng khiếp luôn. Kính thưa quý vị, hiện tại là 11 giờ rưỡi rồi quý vị. Mình đã rời khỏi đồi chè Cao Đất rồi. Về thấy cái rừng thông này đẹp quá. Đi vào đây nghỉ mát quý vị. Trời ơi, cái rừng thông hơi bị đẹp luôn. Có con đường mòn không biết dẫn sâu lên kia là đi đâu. Nhưng mà bây giờ trưa rồi quý vị. Trưa rồi mình không có đi sâu vào trong ha. Wow, thông thẳng tắp luôn quý vị. Vào đây đúng là nó vi vu luôn. Thích nhất là thiên nhiên quý vị ha. Quá tuyệt vời. 11 giờ trưa quý vị. Đi 2 tiếng 11 rưỡi. Đi hơn 2 tiếng đồng hồ. Về lồng quần dưới kia. Nhưng mà đồi chè bữa nay nhìn không có đẹp nữa quý vị. Rất là tiếc luôn. Vẫn còn đẹp nhưng mà đẹp theo một cái cách khác rồi. Không còn giống như ngày xưa nữa. Rồi bây giờ mình về thôi quý vị ha. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình.
Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt.